Chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái game Ai là triệu phú bằng cái Anastuo. Thì ở lần trước mình có hướng dẫn các bạn làm cái sự trợ giúp 50-50 ấy. Thì lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Ok. Rồi, thì vào trong này thì đầu tiên nhé, mình sẽ cho nó, nghĩa khi nó ấn vào ấy, thì nó sẽ tạo ra cái dialog. Một cái dialog ngoài hiển thị như thế này. Đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ vào file file mình đã tạo ra một cái file XML đó. Mình đặt tên là binoc xin trừ khán giả, trợ giúp khán giả đi. Sorry, trợ giúp khán giả. Ok, thì cái đây nó phải có cái gì đúng không? Thì thứ nhất trong đây nó ngoài thực chất là mình cho cái thằng padding trước, cho cái thằng padding tầm khoảng tầm khoảng tầm 20 dp đi. Đấy, 20 dp. Rồi, và cái thằng background của thằng này mình sẽ để là background, hàng ngày mình sẽ để cho nó là cái background có cái bo vòm tím ấy. Đấy, chính là background này. Rồi, và trong này thì mình sẽ khai báo một cái thằng tagview. Tagview đấy, có độ dài là mock parent, à không, mock parent là tầm 60 dp. Đấy, rồi khi mình sẽ để cho nó là center. Đấy, tag mình sẽ cho thằng này tag là a 2.30%, 30%, 30%. Có quên rồi, chết rồi, nhớ mất. Sorry các bạn, copy nhé. Copy thằng này, cái thằng này, text này, thằng này sẽ là Central Vertical. Đấy, cho tầm này thôi. Còn text ở trên này sẽ để là khán giả đã trả lời là đấy. Ok, thằng này là 30% mà. Ui, gạch bé thế. Website còn 25 FT đi. Màu trắng đi. Còn 25 to quá, 20 không. Màu trắng đi. Website bao lần. Đấy, khán giả đã trở lại là rồi kết. Thì bên dưới này, này cũng tương tự. Text time để nó bao lần. Mình text size mình cho nó bé thôi, tầm 18 thôi. 18 FP. Text color 2FFF. Đấy, màu trắng không. Text size của thằng này phải to. Thằng này phải 25. Đấy, 30%. Đấy, tương tự như vậy thì mình sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4. Tương ứng với các đáp án là ABCD đúng không? Đấy. Ok, thì sau khi mình đã có cái thằng file XML này, mình vào trong này thì nó tạo ra cho nó một cái thằng dialog đi ra ngoài là dialog dialog khán giả trả lời được không. Đấy, thì thằng này mình sẽ cho nó scan thằng tên thằng dialog của thằng Android đấy. Mình sẽ custom lại thằng này một chút. Correct super đây, chọn thằng này. Ok, đây xong. Thì trong thằng này thì sau khi super xong này thì mình sẽ gọi cái hàm set con word view và truyền vào cho nó thằng error.layout chấm truyền vào đúng cái thằng dialog của bạn mình là đó. Ok, thì có ở trong thằng dialog này nó có thứ nhất là bốn câu trả lời đúng không, nó có bốn câu trả lời đúng không? Thì ở mỗi thằng câu trả lời thì mình sẽ được phải gắn id cho nó, id txv chọn a đó, control c. Còn tiếp theo effect các bạn cứ để nguyên nhé, không sao cả, không vấn đề gì cả. Text tí, bởi vì vào trong đó mình sẽ thay đổi rồi.
Game tiếp theo ông cần chơi game chọn C này, và cuối cùng là chơi game chọn D. Đấy, ok. Đấy. Rồi, là sang bên bên sang bên dialog kia của mình thì ở dưới này mình có là mình có 4 lần click view, 4 lần click view đấy, 4 lần click view. Rồi, thứ nhất. Ôi, chết tiệt, sao lại. Tây V chọn A, Tây V chọn B, Tây V chọn C và Tây V chọn D. Đấy. Thì thằng tế bên chỗ A của mình sẽ bằng phi chứ ba đi đấy à, chẳng ai đi thằng này nó cũng giống thằng gần giống thằng activity, nó cũng có gọi là phi chứ ba đi để ánh xạ đấy. Nhưng thay vì mình viết những cái hàm kia thì mình sẽ viết luôn ở trong thằng công tắc trong đó đi 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 rồi thì tính từ tế chọn B, tế chọn C ánh xạ từng thằng đó. Đấy, đây tên chọn D. Rồi, sau khi ánh xạ xong thì thứ nhất mình phải cái này khó nhá, cái này bắt đầu khó nhá. Mình phải khai báo thứ nhất là mình sẽ bốn biến là phần trăm A này bằng không đi, cho bằng không. Tiếp theo phần trăm B, phần trăm B cũng bằng không. Tiếp theo là phần trăm C cũng bằng không và cuối cùng là phần trăm D bằng không hết đó, chấm hỏi xong rồi. Sau khi thằng bốn này được khai báo xong thì nhưng mà mình vẫn chưa biết được là khi này thì nên thì đáp án nào đáp án đúng không. Thì ở ngoài này mình sẽ khai báo cho nó một cái vị trí Enter Key đấy, Enter vị trí đúng, vị trí đúng đấy. Ok rồi, bây giờ vị trí đúng này, bây giờ mình kiểm tra. Đầu tiên mình khai báo có phải là bốn đáp án thì là khả năng gian đun của thằng này là 100%, 100% thì mỗi thằng là 25% đúng không, mỗi thằng đều có khả năng là 25%, và nếu như thằng nào đáp án đúng thì mình sẽ cho nó cao hơn, đúng chưa? Nó cho nó cao hơn đấy, cho nó cao hơn tất cả những cái đáp án khác của nó đấy, đấy là trợ giúp thì đơn giản thôi đấy, đơn giản thôi. Thì bây giờ nhá, mình kiểm tra nếu như mà cái thằng vị trí đúng của mình nó bằng bằng một, có nghĩa là cái đáp án số 1 thì đáp án đúng, thì tất cả những thằng kia không cần biết nào nhưng mà chắc chắn là thằng A sẽ phải cao hơn, cái phần trăm của thằng A sẽ tất cả cao hơn tất cả cái thằng còn lại đúng không. Đấy là một cách nó nghĩ xem nó còn cách nào khác không. Không được, cái này không được. Thôi, mình sẽ làm một cái khác. Không, cho về không hết. Và đây mình sẽ khai báo là một cái biến enter phần trăm tổng, phần trăm tổng bằng 100. Và đây mình sẽ for y bằng không, y là nhỏ hơn thằng phần trăm tổng, không phải thằng phần trăm tổng mà thằng số khán giả, thằng này số khán giả, số khán giả đấy 100. Và nếu như mà cái thằng này còn nhỏ hơn số khán giả thì thằng y sẽ cộng cộng đấy. À, bây giờ trong mỗi lần đi thì khán giả nó sẽ bắt đầu nó bình chọn đúng không. Đấy. Đó, nhưng mà bây giờ vấn đề là làm thế nào để cho thằng khán giả, có nghĩa là ở trong này thì mình sẽ khai báo một cái biến lang gan làm là để ngò bằng như đúng không đấy.
nhưng bây giờ làm thế nào để cho thằng khán giả, nhiều thằng khán giả nó bình chọn đúng vào cái thằng vị trí đúng này. Ví dụ vị trí đúng thì chọn nào là một và đáp án A, thì thằng khán giả nó phải nhiều thằng nó phải vào mình chọn đáp án A. Đấy. Còn những thằng kia sẽ bình chọn ít hơn. Đấy. Làm sao ta? Ok, có cách rồi. Thứ nhất là xóa hàng đấy trước. Thì mình sẽ khai báo là một cái mảng là mảng mà là ra được đấy bằng một mảng gồm có bốn phần tử bằng mu tin tờ chuyển vào bốn phần tử đều là 100, a đều là 20 đi. Đấy, đều là 20. Đều là 25. 25. 25. 25. Ok. Và nếu như mà cái đáp án nào đúng ấy thì cái thằng A là vào văn đường này. A là vào văn đường này của mình. Cái thằng vị trí văn đường ấy, của mình. Ok này. Ở vị trí trả lời đúng, ở vị trí thứ VT đúng rồi, sẽ cộng, sẽ bằng cái thằng A là ra đúng ở vị trí đúng, VT đúng, cộng thêm 25 đơn vị, luôn, đó, vừa đây mình khai báo một biến inter, tổng, 125. Có nghĩa là sao? Rồi, có nghĩa là bây giờ khi mà vào trong này thì mình sẽ tạo ra inter y bằng inter z đi bằng mình được chọn bằng r chấm x in truyền vào cái đường tổng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa lúc này thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái số chọn một cái số cái là một cái số một cái số gian đừng có giá trị từ 0 đến 124 đúng không? Đấy. Thì cái thằng khả năng cao đó, ví dụ cái thằng ví dụ mình truyền vào cái vị trí đúng của mình là vị trí số 1 nhá, được chưa? Thì cái khả và vào dưới này ấy, thì cái thằng A vào gian đừng này của mình lúc này có phải là thay đổi thành vị trí là đầu tiên là 50 25 25 và 25 có chết vị trí đúng rồi, trừ trừ đi một nữa quên trừ đi một bởi vì bộ đếm của thằng này bắt đầu từ không mà quả 50 25 25 không và trong thằng này thì nó sẽ tạo ra cái số gian lận mà cái khả năng cao nó xuất hiện từ cái khả năng nó xuất hiện từ một cho đến từ một cho đến 50 nó sẽ cao hơn so với những thằng còn lại đó đúng không, so với thằng còn lại thì mình so có nghĩa là nếu như mà dân được này thì nó sẽ chia ra các khoản nhé, nếu như nó tạo đầu tiên là không mà cho đến 50 này từ 50 đấy xong đến 75 xong đến tầm 100 khoảng 125 thì có phải lúc này là cái khả năng cao khả năng xuất hiện vào trong cái thằng này sẽ nhiều hơn so với những thằng còn lại đúng không? Đấy còn nếu như mình chuyển vào bằng 2 thì thằng này có phải là 25 không? 50. Đấy, thì ở đây cái khả năng xuất hiện từ 0 này, cho đến 25 này. Đấy, thì cái xuất hiện xong từ 25 đến 75 thì cái tầm 25 75 này nó sẽ cao hơn so với những thằng còn lại. Đấy, kiểu kiểu đấy. Và vào trong này ở quên đấy thiếu đấy. Mình cũng khai báo một biến nữa. À, là rồi, phần trăm trả lời. Phần trăm trả lời đấy, bằng lưu không 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 có chết không và không đấy.
rồi. Thì lúc này mình cần lấy cái thằng chọn là mình cần phải lấy rõ được cái thằng này là tương đương với các phần trăm của các đáp án là A, B, C và D ấy. Thì mình phải lấy ra cái vị trí đấy, sau khi chọn xong ấy thì cái thằng chọn là mình quy ra về phải chuyển là thành cái vị trí phần trăm trả lời này để cho vào thằng này cộng thêm một đơn vị đấy. Thì lúc này cái thằng chọn này của mình nó sẽ bằng, mình kiểm tra đúng không, mình kiểm tra nếu như mà cái thằng chọn của mình mà nó thứ nhất nó lớn hơn, lớn hơn đầu tiên lớn hơn hoặc bằng không này, tiếp đến nữa và cái thằng chọn này nhỏ hơn cái thằng A vào gian đừng này ở vị trí số 0 đấy, thì cái thằng thì lúc này cái thằng A là vào phần trăm trả lời kia của mình ở vị trí số 0 cộng cộng đấy, cộng cộng thì sao, cũng nghĩa ví dụ như là có nghĩa là nếu như mà lúc đầu lúc đầu nếu như mà sai quá nhỉ, sai đây bắt đầu nó bị loạn rồi đấy, bắt đầu cái này nó bị loạn rồi đấy đó. Nhận loạn rồi, nhận loạn rồi. Mình phải reset lại thằng này một tẹo chưa đã. Rồi, ok. Rồi. Mình sẽ reset thành không nha. Ở đây mình sẽ for y cả y bằng không. Đúng rồi, y nhỏ hơn a là nó gian bom chấm sai chấm len, đúng rồi, y cộng cộng, đúng rồi. Rồi thì là bây giờ y cộng tổng bằng 25. Cộng bằng 25, mình vẫn đặt được cộng đi. Cộng bằng 25 thì lúc đầu nếu như mà lúc đầu thì thằng 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 A là gian đừng ở vị trí thứ y sẽ bằng thằng A là gian đừng ở vị trí thứ y trừ một đi, y cộng thêm với thằng cộng đó, sau đó mình kiểm tra nếu như mà thằng A là gian đừng này, nếu như mà cái thằng y nó bằng bằng cái vị trí đúng trừ đi một đơn vị thì thằng này sẽ được cộng thêm 25 đơn vị nữa, và ra thằng này thì lúc này thì thằng cộng này và cái thằng cộng cũng được tăng lên 25 đơn vị. Và ra ngoài này thì thằng cộng này cũng tăng lên 25 đơn vị. Rồi mình sẽ giải thích đoạn này một chút này. Rồi, ok. Qua bắt đầu là cái thằng Arizona này của mình tất cả đều nó đều bằng không không hết đúng không? Và sau khi chạy vào dưới này, đầu tiên ví dụ mình cái đáp án mình truyền là đáp án đúng là số 3 đi. Đấy. Đáp án đúng số 3. Rồi, có nghĩa là vị trí số 2, 0, 1, 2, có nghĩa thằng này sẽ là thằng tỷ lệ cao nhất. Thì lúc đầu thằng cận này vào trong này, khi mà vào trong này thì qua là cái thằng ban đầu của mình lúc sau khi chạy đến đoạn này
kiểu qua cái thằng A đó là văn đơn kia của mình lúc đầu qua cái mảng này qua trường nó có giá trị là 2 năm này, không này, không là không thôi. Nhưng mà xong dưới này kiểm tra tiếp này, cái thứ nhất là y bằng không, nhưng cái vị trí của mình vào trường là 3 cơ, không thỏa mãn. Nó xuống dưới này, lúc này thì bằng cận nó sẽ được đẩy lên thành 2 năm, và đẩy lên thành 50, được chưa? Tiếp đến nữa, sau khi mà chạy xong vòng ho đến cái phòng thứ hai thì lúc này là cái thằng chuẩn bị số 1 này, là cái thằng vị trí số 1 qua lúc này nó chuyển thành thành 50 rồi đấy. Và dưới này nó thấy không thỏa mãn và thằng cận lúc này được tăng lên thành 75, đúng không? Rồi tiếp đến vòng thứ ba thì lúc này cái thằng cận này của mình nó thành 75 ạ. Sai quá, sai luôn à? Không sai, nó không sai lắm. Và xuống dưới này nó kiểm tra đúng đúng vị trí thứ ba là đúng rồi, thì qua lúc này cái ADR cận của mình hoàn thành 25 này, 50 này, 100 này đấy. Và cái thằng cận của mình cũng chuyển lên thành vị trí thứ 100 đấy. Và dưới này cộng tiếp nữa thì là thằng cận này sẽ thành 125 đấy. Xong đến thằng thứ tư thì cuối cùng qua thằng thứ tư được update thằng này thành 125 rồi đấy. Thì khả năng là 100 thì khả năng cao xuất hiện, khả năng cao xuất hiện đáp án thứ ba là từ 50 đến 100 đó đấy. Ok, cái này nó thuật toán này hơi là nhằng tí. Và dưới này thì mình kiểm tra thứ nhất là thằng chọn này mà lớn không là nhỏ hơn thằng, ví dụ nhỏ hơn thằng 25 này đấy, thì phần trăm cận cái đáp án A sẽ được tính thêm là 100. Tiếp theo LX, nếu như mà thằng A là nếu như mà thằng chọn mà nó lớn hơn hoặc bằng thằng A là non thứ một, thứ không, và thằng chọn nhỏ hơn A là non thứ một thì lúc này đáp án B sẽ tăng lên 1 đơn vị. Đơn B là ở vị trí số 1 đấy. Và tương tự với thằng đáp án C cũng như vậy, nhưng chỉ thay khác là thằng này ở vị trí số 1, còn thằng này ở vị trí số 2 đấy. Thằng đáp án số 2 tăng lên 1 đơn vị. Và cuối cùng thì chắc chắn là không không có cái lựa chọn nào khác, nhưng mình không phải kiểm tra ít nữa mà chỉ mình chỉ việc tăng cái đáp án D lên 1 đơn vị. Rồi xong, khá là lằng nhằng đấy. Sau khi chạy xuống đến đây xong, sau khi chạy xuống đến đây xong thì bây giờ có mình phải hiển thị ra xem có bao nhiêu phần trăm người chọn đáp A, bao nhiêu phần trăm người chọn đáp B và C, D cũng tự, đúng không? Thì mình đầu tiên là anh bên chọn A đó, chọn xét đấy. Đầu tiên là xét chữ A, xong rồi tiếp theo là 2 chấm, tiếp theo là cộng thêm với lại cái thằng mở ngoặc ra, A là phần trăm ở vị trí số 1 ở vị trí số 0 chia cho số khán giả, nó sẽ ra được cái phần trăm số người chọn đáp án A, và cộng thêm với là cái dấu phần trăm nữa. Tương tự B D D thằng đáp án B đấy, hỏi chữ B thì là cái thằng chọn đáp D là cái thằng số 1. Tương tự với thằng C, thằng C thằng này bị chia ra 2, và cuối cùng là thằng D, D này thằng này bị chia ra 3 đó. Rồi xong thì lúc này ví dụ mình tăng lên khán giả thành 200 khán giả nhỉ? Đó thì cũng đúng, và tăng lên thành bao nhiêu khán giả cũng đúng. Ok, rồi xong. Sau khi mà mình đã tạo xong cái đáp ứng này rồi nhé, thì sang bên bên hai activity ở cái phần XML thì mình cũng phải xét sự kiện cho thằng này đấy. Xét sự kiện này là bằng on click này, chọn group khán giả trong trường quay nữa. Ok, đầu từ từ đó, collect này,
Và giống hệ thằng 50-50 thì mình sẽ khai báo biến boolean lần này. Và biến chọn giúp khán giả, trợ giúp khán giả chờ nó sai rồi, trợ giúp khán giả này đó, bài chu ở dưới này thì mình cũng kiểm tra nếu như mà cái biến trợ giúp khán giả mà bằng bằng fail nghĩa là nó đã dùng rồi thì lập tức return và không làm cái quần quyền gì cả đó. Còn nếu không thì mình sẽ cho biến trợ giúp khán giả fail chưa đã rồi, nếu không thì nó sẽ hiển thị lên cái này gấp phần trăm kia đúng không, nhưng trước khi hiển thị mình phải biết cái vị trí đáp án đúng là vị trí nào ấy. Đấy thì đấy mình tiến hành này, mình for for y cả y bằng không y nhỏ hơn a r l t t câu trả lời chấm xa chấm hỏi y cộng cộng đấy. Tiếp đến nữa ở trong này mình kiểm tra, đầu tiên mình lấy ra hàng cách view trước, cách view t bằng a r l câu trả lời chấm get index vị trí chữ y đấy. Chấm hỏi nếu như mà cái hàng cách view này chấm get x này chấm tu trinh này chấm acquire này kiểm tra có mà nó trùng với cái hàng câu hỏi chấm get đáp án đúng thì sao, thì lập tức mình sẽ new một cái dialog khán giả trả lời đấy, truyền vào thứ nhất là context các bạn truyền vào viết cho mình, và tiếp theo là vị trí đúng thì các bạn truyền vào vị trí chữ y cộng một đấy, thế đó, thế là xong rồi đấy. Và các bạn nhớ chấm sâu đấy, và sâu xong thì mình sẽ break đấy rồi xong, thế thôi, đơn giản chỉ thế thôi. Bây giờ để test thử nhé, test thử xem có đúng không nhé. Ui, đám phần này là mỗi cái thuật toán kia cho mình lâu phép này. Được, bắt đầu này. Bây giờ các bạn nhìn này, 95 mà cộng với 54, 95 cộng 54 có phải ra 149 không? Là đáp án B đúng không? Là cao nhất đúng không? Ví dụ như bây giờ mình chọn này. Sai quá, sai. Sai quá, sai. Mà thứ nhất là thằng câu trả lời là tất cả đều 0%. Có cái gì đấy rất chi là sai luôn đó. Đây là câu trả lời. À rồi, hiểu rồi. Cái thằng này phần trăm, cái thằng này nó đang về in, nên là lúc khi nó chia cho thằng này thì nó sẽ ra in. Cả cái ví dụ thằng này là 10, ví dụ có 10 thằng trên số tổng, ví dụ có 199 thằng trên tổng số 200 khán giả thì nó sẽ ra số 0. Ở đây các bạn nên các bạn đấy, các bạn nhân thêm như mình thằng 1.0f đấy, để chuyển nó về format. Đấy, chuyển về format xong thì ở dưới ở ngoài này mình sẽ ép nó về in, ép về cái in để nhìn cho đẹp thôi đó, vào chọn chạy lại này được chưa. Rồi sao? Là mình chuẩn bị bắt đầu nhé, chơi thử nhé. Tiếp thử này. Tiếp thử này. 19, 17, cộng 19, 17, cộng 19. Mở 60. Nó ra 76. Nó 76. Rồi, đã đây rồi, chọn. Vẫn không thằng trăm.
Why don't you talk to me? Why? À, phần trăm mà, trời ơi, các bạn nhân cho mình 100 nhé. Nhân cho 100 nhé, quên quên phần trăm mình rồi, được quên mô mất thiếu cái đoạn nhân 100. Rồi lần lại này. Rồi bắt đầu 12 cộng 32 nó ra 44. Chọn một khán giả. Rồi có 41 người phần trăm chọn đáp án A, có 72 3% chọn đáp án B. Nhưng mà nhìn nó xấu quá. Thứ nhất là nó vẫn có cái tiêu tiêu đề là rồi cái thì ở video tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn chỉnh cái layout này cho đẹp đẹp và làm nốt cái trợ giúp đổi câu hỏi. Ok, video của mình lần này hơi dài rồi, xin được dừng lại ở đây, chúc các bạn học trình vui vẻ.